Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Những cuộc đấu thầu mờ ám tại CDC Khánh Hòa. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vừa qua công tác phòng chống tham nhũng đã có kinh nghiệm là làm liên tục, bền bỉ, bài bản, trở thành yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ thường xuyên, một xu thế, một phong trào không làm không được, không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ. Quý vị thân mến, trong khi cả nước chống dịch, Nguyễn Thanh Long lại hỗ trợ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm. Vụ Việt Á gây thiệt hại rất lớn là tiền thuế của người dân đóng góp. Việt Á đã gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 431 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Việt Á đưa hối lộ cho các cựu quan chức trong vụ án này là hơn 106 tỷ đồng. Kết luận của vụ án này, nhóm bị cáo phạm tội nhận hối lộ, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận mức án 18 năm tù, Phan Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhận mức án 13 năm tù, Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhận mức án 14 năm tù. Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế lĩnh án 9 năm tù. Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế lĩnh án 7 năm tù. Mới đây, ngày 4 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ấn định thời gian tổ chức xét xử vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa, CDC Khánh Hòa. Vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 9 tháng 4 năm 2024 tới đây. Nhận hàng trước, hợp thức hồ sơ sau. Trước đó, vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố Huỳnh Văn Dõng, giám đốc, Trần Quốc Huy, trưởng phòng tổ chức hành chính, Phan Phương Ngọc, nhân viên khoa dược vật tư y tế, Nguyễn Trường Giang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, Nguyễn Thị Thúy, giám đốc dự án VNDAT, Cao Văn Trường, chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú đã có sai phạm trong thực hiện các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước. Quá trình điều tra, vụ án xác định được các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu gồm Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy, Mai Thị Minh Truyền, kế toán trưởng, Lương Thị Trong, phó trưởng khoa dược vật tư y tế, và các thành viên tổ chuyên gia thẩm định gồm Tôn Thất Toàn, phó giám đốc, Mai Thị Phước Tâm, viên chức phòng kế hoạch nghiệp vụ, và Trần Thị Thu Vân, kế toán viên phòng tài chính kế toán, và các nhân viên khoa dược vật tư y tế bao gồm Phan Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Thanh Phong, Phan Phương Ngọc đã có hành vi vi phạm pháp luật. Những người nói trên đã không thực hiện đúng quy trình thủ tục trong công tác tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm các loại hàng hóa tại CDC Khánh Hòa trong năm 2020-2021 phục vụ phòng và chống dịch bệnh COVID-19. Quá trình mua sắm các hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19, Huỳnh Văn Dõng đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế được ký gửi vật tư giao hàng trước để CDC Khánh Hòa sử dụng. Sau đó, Dõng chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua bán để thanh toán tiền cho các doanh nghiệp. Chủ trương cho phép nhân viên liên hệ mượn hàng của một số doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế, yêu cầu đơn vị cung cấp chúng đấu thầu giao hàng trước để CDC Khánh Hòa sử dụng ngay từ khi có kết quả chấm thầu. Số lượng lớn các gói thầu cần phải thực hiện để có đủ các loại sinh phẩm hóa chất vật tư y tế để sử dụng trong thời gian ngắn gấp, nên hồ sơ thủ tục của nhiều gói thầu thiếu thành phần, một số được hợp thức sau đấu thầu không đúng thực tế, lộ diện nhiều hành vi gian dối. Cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố cũng thể hiện Huỳnh Văn Dõng và Trần Quốc Huy thông đồng với Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án VNDAT, và Nguyễn Trường Giang, tổng giám đốc VNDAT, thực hiện trái quy định của pháp luật về đấu thầu 5 gói tổng giá trị là 14,2 tỷ đồng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021 để thanh toán cho số lượng các bộ hóa chất tách chiết IVD mà công ty VNDAT đã cung cấp trước đó cho CDC Khánh Hòa sử dụng trước khi đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty VNDAT hưởng lợi bất hợp pháp gây hậu quả thiệt hại về tài sản nhà nước số tiền hơn 9,8 tỷ đồng. Riêng Cao Văn Cường là chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú có hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật và làm sai lệch thông tin hồ sơ tài liệu đấu thầu bằng cách làm và sử dụng con dấu tài liệu giả của các hộ kinh doanh, cố ý lập khống
hợp đồng nhân sự, hợp đồng kinh tế và giả mạo chữ ký để cung cấp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ đề xuất đảm bảo các điều kiện về nhân sự, năng lực tham gia đấu thầu và được xét trúng thầu 37 gói thầu tại CDC Khánh Hòa có tổng giá trị hơn 17,3 tỷ đồng. Hành vi của Cao Văn Cường gây hậu quả thiệt hại về tài sản nhà nước, số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huỳnh Văn Dõng đã ký duyệt các kế hoạch mua sắm để Phan Phương Ngọc thực hiện mua một số loại môi trường vận chuyển Hàn Quốc và ký phê duyệt toàn bộ các quyết định liên quan đến việc thực hiện các gói thầu mua loại hàng hóa này của công ty cổ phần dược phẩm Tường Khuê trái quy định để tạo điều kiện cho công ty Tường Khuê trúng 4 gói thầu cung cấp môi trường vận chuyển virus Hàn Quốc và hưởng lợi bất hợp pháp gây thiệt hại về tài sản của nhà nước số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Về những cuộc đấu thầu mờ ám tại CDC Khánh Hòa và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến cho quý vị. Hậu pháo xẻ thịt sân bay Nha Trang, hàng loạt cán bộ cấp cao của tỉnh nhúng chàm. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, tập đoàn Phúc Sơn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng lại trúng đấu thầu rất nhiều dự án lớn ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, đặc biệt chỉ riêng tại Nha Trang, Khánh Hòa. Những hoạt động của tập đoàn này đã được thanh tra chính phủ chỉ ra rất nhiều sai phạm, trong đó Phúc Sơn đã xẻ thịt sân bay Nha Trang và một số dự án dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Tính chất và quy mô vụ án rất lớn. Ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng 3 cán bộ Tập đoàn Phúc Sơn đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Chiều mùng 2 tháng 3, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024, do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, dư luận và báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay nhưng đến tháng 2 năm 2024, cơ quan chức năng mới có thể làm rõ. Theo người phát ngôn Bộ Công an, tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu là xây lắp ở huyện. Công ty này bắt đầu vươn mình từ năm 2015 với nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện, có phó tổng giám đốc tập đoàn mới học xong chương trình lớp 4. Tại Khánh Hòa, tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang trên khu đất 62,9 hectare. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, các dự án vẫn dở dang, bộn bề. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 17 bị can, trong đó có một Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng một loạt các lãnh đạo của tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng có liên quan. Tất cả những thông tin cho thấy tính chất và quy mô của vụ án này là rất lớn. Phúc Sơn có quá nhiều sai phạm. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở Nha Trang, Khánh Hòa có 3 dự án BT xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ gây bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. 3 dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm có dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Tại 3 dự án này, tỉnh Khánh Hòa đã giao đất thanh toán để hoàn vốn cho Phúc Sơn. Trong đó, dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang, tổng mức vốn dự kiến đầu tư là 725,3 tỷ đồng. Đất thanh toán, hoàn vốn đã giao 4,07 hectare với giá trị đất tạm tính là hơn 741,6 tỷ đồng. Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội dự kiến tổng số vốn đầu tư là 1.378,9 tỷ đồng. Đất hoàn vốn đã giao 5,37 hectare.
tổng giá trị đất tạm tính là 1.358,4 tỷ đồng. Dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội, tổng vốn dự kiến đầu tư là 1.180,1 tỷ đồng. Đất thanh toán đã giao là 9,68 hectare với tổng giá trị đất tạm tính là 1.099,25 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đã kết luận 3 dự án BT của tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm, đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận vào tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017, mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394,4 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập thẩm định phê duyệt dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công và làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn vào tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất và không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Từ tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định giao toàn bộ hơn 62,3 hectare đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn thuê đất để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm luật đầu tư. Riêng việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án khu trung tâm và điều chỉnh cục bộ dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang theo đề nghị của Phúc Sơn đã vi phạm quy hoạch chung của thành phố Nha Trang theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và vi phạm quy hoạch phân khu do chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt trước đó. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án đô thị và dự án BT đổi đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017, nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014. Chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy, nhưng đến nay dự án mới chỉ thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn. Hai dự án trên đều gây rất nhiều khiếu nại, tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên, có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn được hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Khánh Hòa có tới 2 cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải vào tù. Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 9 bị cáo đều là cựu lãnh đạo tỉnh Nha Trang về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, khu vực Bãi Dương, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2011-2016, 5 năm tù và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với nhiều mức án khác nhau. Trước đó, ông Thắng và các cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa phạt tù trong 3 vụ án khác. Tổng hợp cả 4 bản án này, ông Thắng bị phạt 22 năm 6 tháng tù. Ngoài ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2021 cũng phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù trong vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Gold Gates số 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang. Trước đó ông Vinh cũng nhận án tù trong hai vụ án khác. Tổng hình phạt ông Vinh phải nhận là 13 năm 6 tháng tù. Tháng 8 năm 2019 tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo đó, ông Lê Thanh Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, hai nhiệm kỳ từ năm 2010-2015 và 2015-2020, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về giao đất cho thuê đất, giao rừng cho thuê đất rừng, đấu thầu đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ẩn số trong cuộc chiến chống tham nhũng, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tình hình đốt lò năm nay nóng quá, mạng xã hội dạo gần đây có một cụm từ rất hot, đó chính là đốt lò. Chúng tôi rất ấn tượng vì cụm từ này. Quý vị có bao giờ thắc mắc về nó hay không? Đốt lò là gì? Nó có đơn giản chỉ là đốt củi, đốt than để nấu cơm hay không? Hay nó còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào khác? Từ năm 2013, từ đốt lò được sử dụng nhiều để ám chỉ về việc chính quyền xem xét, xét xử các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật của một số đối tượng quan chức, cán bộ, công quyền và sau này được mở rộng ra các thành phần khác, kể cả giới doanh nhân. Chiến dịch đốt lò được hiểu là chiến dịch chống tham nhũng ở quy mô lớn do lãnh đạo Đảng khởi xướng. Mục tiêu ban đầu là phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ Đảng. Chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Hơn 10 năm qua, kể từ khi chuyển đổi mô hình chỉ đạo Ban Trung ương về phòng chống tham nhũng từ Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu sang mô hình Ban chỉ đạo thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu, nhân dân đã thấy được một diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ. Chưa bao giờ kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta lại chứng kiến một thời kỳ nở rộ quan tham như lúc này. Phải chăng cơ chế thị trường đã cuốn một bộ phận không nhỏ vào vòng xoáy tiền tài, danh vọng để rồi sẵn sàng vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, củi tươi, củi khô hay thép hạng sang thì cũng sẽ bị đưa vào lò, như hiện trạng chúng ta đang thấy. Không liêm, không sạch thì trên bảo dưới không nghe, không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương thì sao tề gia trị quốc bình thiên hạ được. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Những ngày vừa qua, chúng tôi khi tổng hợp những chương trình này cảm thấy rất buồn, rất đau khi đất nước đã đấu tranh bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng xương máu của ông cha ta mới có thể có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Hạnh phúc an nhàn lại khiến cho con người ta trở nên lầm lỗi, đi sai đường. Chợt chúng tôi nhớ rằng Bác Hồ từng dạy, nhiệm vụ của nhà báo là phò chính trừ tà. Câu nói của Bác có nghĩa là làm nhà báo luôn luôn phải tôn trọng sự thật, bảo vệ chân lý, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Bác yêu điều gì nhất? Bác chỉ trả lời, Bác yêu điều thiện, ghét điều ác. Người sợ điều gì nhất? Người cách mạng chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Điều Bác mong muốn nhất chính là hòa bình cho Việt Nam, Đông Dương và cho toàn thế giới. Chúng tôi và cả quý vị hãy là những nhà báo chân chính của Việt Nam như Bác Hồ đã từng chỉ dạy. Chưa bao giờ Đảng xử lý nghiêm minh và nhiều cán bộ cao cấp bị xử lý như vậy. Sự quyết tâm quyết liệt đó thể hiện ở thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý hơn 170 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cao cấp bị xử lý hình sự, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chia sẻ, để đạt được những kết quả to lớn trong công tác phòng và chống tham nhũng như ngày hôm nay là nhờ vào vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo của nhân dân, báo chí, sự gương mẫu, sự quyết liệt,
nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc, sự đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn. Do đó, đây là nhân tố hàng đầu quyết định đến sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó còn có vai trò cực kỳ to lớn của nhân dân, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, không có gì mà nhân dân không biết, không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, hàng triệu lỗ tai, cảnh giác quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã từng chỉ dạy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu rất đau xót khi phải xử lý kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, nghiêm minh của pháp luật, vì niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước và chế độ, cho nên buộc phải làm. Và đây là quyết tâm rất lớn của Tổng Bí thư, lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong việc xử lý tham nhũng tiêu cực. Chúng ta đã nhắc rất nhiều về công tác phòng chống tham nhũng, nhưng vấn đề về đời tư của Tổng Bí thư như thế nào thường rất ít được chia sẻ. Và làm sao để Bác có thể làm được những điều như ngày hôm nay? Hãy cùng Điều Cần Biết tìm hiểu về lý lịch của Bác để hiểu rõ hơn về con đường mà Tổng Bí thư đang đi. Tổng Bí thư không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Được sinh ra trong một gia đình bần nông, nhưng với ý chí vươn lên, học hỏi, không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư đã trở thành một giáo sư, tiến sĩ chính trị học, mang khả năng lý luận sâu sắc và nguồn tri thức vốn có của mình để phục vụ cho Đảng, cho nhà nước và nhân dân. Dù Tổng Bí thư đã gần 80 tuổi và chỉ còn 19 ngày nữa là Tổng Bí thư của chúng ta sẽ tròn 80 tuổi, cả một cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Bác từng chia sẻ, Bác rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình với nhiều thế hệ phục vụ cách mạng, tham gia làm chính trị, nên từ nhỏ Bác đã được thừa hưởng sự yêu thích tìm hiểu về nền chính trị và các vị lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ. Và Tổng Bí thư của chúng ta là một người vô cùng giản dị khi chứng kiến bộ vest mà Tổng Bí thư mặc để tuyên thệ nhậm chức chủ tịch vào năm 2018 cũng chính là bộ vest mà Bác đã mặc 12 năm trước, mà Bác đã mặc khi còn là người đứng đầu Quốc hội. Một vị đại biểu Quốc hội từng nhận xét về trang phục của Tổng Bí thư như sau: ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, còn lại thì Bác thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo đã cũ đến sờn hết cả vai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho chúng tôi thấy phong cách ăn mặc giản dị, một tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo từng nói về Bác Hồ như thế này: Bác Hồ nghèo lắm, dù là lãnh tụ của một nước. Bác Hồ là tấm gương đạo đức trong sáng về cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Người rất ghét những hành động tham ô, lãng phí, lấy của công, làm của tư, dù đó là ai, ở cấp nào. Bác yêu cầu chỗ ở cho Bác khi còn ở trên chiến khu: trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui, tiện đường sang tổng bộ, thuận lối tới trung ương, nhà thoáng gió, kín mái, gần dân không gần đường, lán của Bác chỉ rộng bằng khoảng 2 chiếc chiếu. Kháng chiến thắng lợi trở về thủ đô, Bác không về ở trong ngôi nhà toàn quyền cũ vì Bác bảo, Bác chứ không phải vua, chủ tịch một nước còn nghèo, chưa có quyền hưởng thụ quá mức trung bình của người dân. Bác quyết định chọn cho mình ngôi nhà của thợ điện ngày trước. Chúng tôi đã rất xúc động khi được tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù đã hơn 70 năm trôi qua sau khi đất nước giành lại được độc lập, sống trong xã hội đầy đủ mọi tiện nghi, vật chất, nhưng chúng tôi lại đang nhìn thấy bóng dáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hiện tại, ngay tại thời bình. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi, và có lẽ cũng của rất nhiều người, mới biết đến về việc người đứng đầu của Đảng và gia đình vẫn đang sinh sống tại một căn nhà công vụ nằm trên một con phố nhỏ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một tài sản của Đảng cấp từ thời Tổng Bí thư còn làm lãnh đạo thành phố Hà Nội. Chúng tôi thật sự rất xúc động với hình ảnh này, hình ảnh mà Tổng Bí thư nghẹn ngào mỗi khi phát biểu
và nhắc rất nhiều về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các ngày lễ lớn của quốc gia, của dân tộc. Những ngày lễ kỷ niệm này, ngày thành lập Đảng hay ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy một tình cảm vô cùng quý báu, một sự kính trọng không chỉ của Tổng Bí thư mà còn của toàn Đảng, toàn dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Giống như cảm xúc của chúng tôi khi tiến hành tổng hợp bài viết này, cũng nghẹn ngào, đầy kính trọng khi biết rằng một chính trị gia của một đất nước trong thời bình lại giản dị đến vậy, gần gũi đến vậy. Qua tấm hình chụp được khi ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, một nơi làm việc thật đơn sơ và bình dị. Căn phòng đó là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc hàng ngày. Nhìn qua, tuyệt nhiên không thấy tranh tượng hay những bộ bàn ghế xa hoa, còn nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy cả chỗ bong chóc sơn. Điều đặc biệt ở căn phòng ấy chính là sách, rất nhiều sách. Sách trên kệ, sách trên bàn làm việc, trên tường có một bức ảnh Bác Hồ. Đúng là một căn phòng bình dị. Với cương vị đảm nhiệm ba chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng bác vẫn sử dụng xe công vụ, vốn là chiếc xe Toyota Crown cũ đời 1998, có tuổi đời 26 năm. Chúng tôi đang thấy một người học trò cực kỳ xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây, mảnh đất hình chữ S yêu dấu, nơi ghi nhận sự hy sinh xương máu của cả dân tộc. Sự giản dị trong căn phòng làm việc của Tổng Bí thư khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Tại sao trong thời đại này, ở vị trí này lại còn có một người bình dị đến vậy? Phòng làm việc của một Tổng Bí thư của cả một đất nước thực sự đơn sơ, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Đó chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tin yêu Đảng và Nhà nước. Chiến tranh không phải là chỉ ở chiến trường, mà chiến tranh còn diễn ra ngay ở trong thời bình. Tổng Bí thư đã từng nói, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Chúng ta nhìn thấy kết quả này ở những năm gần đây, việc Đảng và Nhà nước cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu sớm, bố trí công tác khác với những cán bộ diện trung ương quản lý. Bác Hồ từng dạy, trong hoàn cảnh đủ đầy này, những đầy tớ của nhân dân lại tiêu xài lãng phí, xa hoa, tích trữ cho bản thân, nhưng vung tay với tài sản công thì chính là có tội với dân, với nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên để cho người khác làm. Và dưới đây là tiểu sử về đồng chí Tổng Bí thư mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, sinh ra ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư là giáo sư, tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng. Trong quá trình công tác, bác đã nhận được rất nhiều khen thưởng, huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp văn hóa, huy chương vì sự nghiệp báo chí, huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12 và tham gia vào Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Quá trình công tác của Tổng Bí thư năm 1967 đến năm 1968 là cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Năm 1968 đến năm 1973, cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản. Năm 1973 đến năm 1976, nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chi ủy viên. Năm 1976 đến năm 1980, cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chi bộ. Năm 1980 đến năm 1981, học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc,
Năm 1981 đến năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa xây dựng đảng, Học viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Năm 1983 đến năm 1989, phó ban xây dựng đảng, trưởng ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư đảng ủy, rồi bí thư đảng ủy, cơ quan tạp chí Cộng sản. Năm 1989 đến năm 1990, ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1990 đến năm 1991, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1991 đến năm 1996, tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1994 đến nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Năm 1996 đến năm 1998, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban, cán sự đại học và trực tiếp phụ trách ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Năm 1997 đến nay là ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Năm 1998 đến năm 2000 phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng. Năm 1999 đến năm 2001 tham gia thường trực Bộ Chính trị. Năm 1998 đến năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phụ trách công tác lý luận của Đảng. Năm 2000 đến năm 2006, Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Từ năm 2002 đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Từ năm 2006 đến năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh. Năm 2011 đến nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, các khóa 11, 12, Bí thư Quân ủy Trung ương. Năm 2013 đến nay, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2016 đến nay, tham gia vào Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Vì sao chống tham nhũng quyết liệt như vậy, nhưng căn bệnh trầm kha này vẫn có vẻ ngày thêm nặng? Số đối tượng trong một vụ án, số tiền đưa, nhận hối lộ, khủng chưa từng thấy. Mấy năm trước, một cựu bộ trưởng nhận hối lộ 3 triệu đô, dư luận đã thấy số tiền quá lớn. Nhưng bây giờ, Đỗ Thị Nhàn, vốn là cục trưởng, thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu đô, tương đương với 130 tỷ đồng. Chỉ một thư ký của thứ trưởng cũng đã nhận hối lộ lên đến hơn 42 tỷ đồng. Thật khủng khiếp. Chống tham nhũng tiêu cực là việc khó, nhạy cảm nhưng không có nghĩa là không làm được. Khi toàn đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, đảng viên đều có quyết tâm cao, thật sự không còn vùng cấm, tin rằng thứ tệ nạn này nhất định sẽ bị đẩy lùi. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã phát huy được những hiệu quả rất rõ rệt. Hãy cùng Điều Cần Biết theo dõi 6 đại án tham nhũng tiêu cực lớn trên một số lĩnh vực. Vụ thứ nhất đó là công ty Việt Á, sai phạm trong lĩnh vực y tế. Vụ án xảy ra tại công ty Việt Á là vụ án điển hình về sai phạm trong lĩnh vực y tế, chuyên môn sâu. Trong vụ án này, các cơ quan đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can, trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, Nguyên Bộ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy, một Thứ trưởng, một Trợ lý Phó Thủ tướng và nhiều cán bộ, cấp vụ, cục, lãnh đạo các tổ chức cơ sở y tế địa phương. Thứ hai, vụ án tại tập đoàn FLC thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC là vụ án điển hình về sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Đến nay, các cơ quan đã khởi tố một vụ án, 21 bị can, đồng thời kết luận điều tra giai đoạn 1, đề nghị truy tố. Thứ ba, xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh là điển hình sai phạm trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp. Các cơ quan đã đưa ra kết luận điều tra, ban hành báo cáo truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ thứ tư liên quan đến công ty AIC sai phạm trong đấu thầu, đấu giá. Vụ án liên quan đến công ty AIC là điển hình sai phạm trong đấu thầu, đấu giá đã khởi tố 4 vụ án, 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ đại diện tỉnh ủy quản lý.
Thứ năm, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong đại án này, các cơ quan đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương. Thứ 6, vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm. Vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương là điển hình cho sai phạm về tham nhũng vặt có tính hệ thống kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Những điểm sáng trong điều tra và xử lý tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, lần đầu tiên đã khởi tố điều tra truy tố tội tham ô tài sản ngay cả đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đó là bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng lần đầu tiên điều tra truy tố xét xử vắng mặt cả những đối tượng đang bỏ trốn. Đặc biệt trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô mà Trương Mỹ Lan hối lộ để làm quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Từ đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo các thành viên trong đoàn thanh tra không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, Phó Ban Nội chính Trung ương cũng cho hay, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất chủ trương phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm trong các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chủ trương được áp dụng đúng, không bị lợi dụng, làm sai, làm lệch để bỏ lọt, đảm bảo tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo bị Bác Trọng cho vào lò? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, nhìn lại chặng đường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực là vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp giữa đồng bộ xây và chống, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa, giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục, giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Thời gian gần đây, đối với các vụ án kinh tế, chức vụ tham nhũng xảy ra với một số tiền thiệt hại rất lớn, đặc biệt lớn, hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực lớn bị xử lý trong thời gian qua, chẳng hạn như vụ công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là công ty AIC, vụ chuyến bay giải cứu, vụ kit test Việt Á, hay là vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Tân Hoàng Minh, hay là tập đoàn FLC, hàng loạt các cán bộ cao cấp lần lượt bay ghế và phải chịu những hình thức xử phạt thích đáng của pháp luật Việt Nam về những vụ án tham nhũng lớn với con số lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, cũng bị Bác Trọng cho vào lò đốt tham nhũng một cách triệt để, không khoan nhượng, không ngoại lệ, không có vùng cấm. Mới đây nhất là vụ việc ông Võ Văn Thưởng xin từ chức Chủ tịch nước khi mới nhận chức được hơn một năm vì nhiều lý do nên phải chịu trách nhiệm. Vậy sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo mà Bác Trọng cho vào lò? Những nhân vật tầm cỡ nào đang bị rơi vào tầm ngắm? Mới đây nhất, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 thực hiện các nội dung cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Một năm qua, cả nước đã chứng kiến rất nhiều đại án làm chấn động cả nước. Thứ nhất, kỷ lục về số tiền đưa và nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố với 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Nữ đại gia này bị cáo buộc sử dụng hệ sinh thái khoảng 1.000 công ty để lập khống các hợp đồng tín dụng, rồi rút 1 triệu tỷ đồng ra khỏi ngân hàng SCB, từ đó chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng tiêu dùng cá nhân. Để che đậy hành vi phạm tội của mình, bà Trương Mỹ Lan đã chi rất nhiều tiền và quà tặng giá trị cho toàn bộ 18 thành viên của đoàn thanh tra, trong đó lót tay bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, 5,2 triệu đô tương đương với gần 130 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay của các cựu quan chức. Vụ án thứ hai, ba cựu ủy viên Trung ương hầu tòa, đại án Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông qua thư ký của mình để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ với tổng số tiền là 2,25 triệu đô tương đương với 51,1 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lĩnh án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 200.000 đô, Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lĩnh án 5 năm tù. Hay vụ chuyến bay giải cứu, vụ án có 25 bị cáo là các quan chức cấp cao, cán bộ được giao các trọng trách thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, các chuyến bay combo đưa công dân về nước đã cố tình nhũng nhiễu gây khó khăn để nhận hối lộ của các doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hay vụ thứ tư đó là vụ cha con của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thao túng trái phiếu lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Hay là vụ việc Trịnh Văn Quyết FLC thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng. Đây đều là những vụ đại án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận, đều đã được đưa vào xét xử, từ đó thấy được sự kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thấy được sự nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Gia thế cực khủng của ông Võ Văn Thưởng. Những ngày vừa qua, cả nước đều hướng về việc ông Võ Văn Thưởng xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng là một cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, với nhiều nhà chính trị tài ba luôn cống hiến cho đất nước. Ông là cháu ngoại của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, có nhiều công lao trong việc đổi mới kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên thật là Phan Văn Hòa, là một nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam, thời còn công việc kháng chiến. Cụ có bí danh là Sáu Dân, Chín Dũng,
Cụ sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, mất vào ngày 11 tháng 6 năm 2008. Cụ chính là Thủ tướng thứ tư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 đến 25 tháng 9 năm 1997. Võ Văn Kiệt là một trong những người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở đất nước ta. Cả cuộc đời ông cống hiến cho sự phát triển của quốc gia, ông cũng là tổng công trình sự của nhiều dự án đổi mới táo bạo. Cố Thủ tướng còn là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vướng mắc hòa hợp, giảng hòa dân tộc. Tháng 12 năm 1997, ông được trao tặng huân chương sao vàng cùng với nhiều huân chương cao quý khác. Tên tuổi của ông cũng đều được đặt vào rất nhiều con đường lớn ở nước ta. Những câu nói của Cố Thủ tướng vẫn sâu sắc cho đến ngày hôm nay, có thể nói đến không ai chọn cửa mà sinh ra, hay thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em. Ông là một cán bộ cách mạng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Sau đó, ông làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng là con trai của ông Võ Trần Chí và bà Nguyễn Thị Kim Chi, hai cán bộ cách mạng từng tham gia vào kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam và làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông cũng có một người anh trai là Võ Trần Quý, hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng không chỉ kế thừa được những phẩm chất tốt đẹp của gia đình mà còn có sự nỗ lực, thành tích riêng trong sự nghiệp chính trị của ông. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi và tài năng của Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông từng giữ chức vụ Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra những dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng được thôi giữ các chức vụ trên: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Rất đáng tiếc ông không giữ vững được tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ như các bậc đi trước đã làm được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất, cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, toàn dân, đủ uy tín, đủ năng lực để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Vậy ai trong số các ủy viên Bộ Chính trị có đầy đủ đức, đủ tài, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham vọng về quyền lực, có đầy đủ nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với công việc, là trung tâm đoàn kết và gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, lãng phí, cơ hội hay vụ lợi? Bạn nghĩ đó sẽ là ai? Hãy để lại bình luận của bạn để mọi người cùng được biết nhé! Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Sáng ngày 21 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại phiên họp, Quốc hội cũng xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026
2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, xin nghỉ công tác và được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý. Ngày 20 tháng 3, Trung ương cũng họp xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Được Trung ương ghi nhận có sự trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ông Thưởng đã có những vi phạm quy định về điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng theo Ban Chấp hành Trung ương đã gây ra dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long, là cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn. Vậy sau khi ông Thưởng rời ghế Chủ tịch nước, ai sẽ là người đủ tiêu chuẩn để nhận chức danh Chủ tịch nước theo điểm 2.4 mục 2 phần 1 quy định 214 quyết định của Trung ương năm 2020 để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì cần phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, chức năng, phẩm chất, năng lực như sau: có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng, toàn dân, có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết giữa các lực lượng xã hội và cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia vào Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trở thành người đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định, kiểm soát quyền lực để không có ông vua con ở địa phương. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ. Cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian giữ chức vụ làm bí thư tỉnh ủy, bà Lan từng gây xôn xao dư luận khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định bổ nhiệm con gái bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Vào tháng 2 năm 2021, thời điểm đó bà Trang, 31 tuổi, trở thành nữ phó giám đốc sở trẻ tuổi nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Trước đó, bà Trần Huyền Trang từng du học tại Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013. Đến giữa năm 2016, bà chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi lên làm giám đốc trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Từ sự việc xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi mới thấm thía câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự. Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng ta mới đây, thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước. Phải công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, việc cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Lâm Đồng cùng phạm sai lầm như vừa qua là điều rất đáng suy ngẫm trong quản lý. Bài học rút ra là phải kiểm soát quyền lực của những cán bộ chủ chốt đứng đầu địa phương. Khi có quyền lực trong tay, nếu không kiểm soát tốt thì họ sẽ tự tung tự tác như một ông vua con ở địa phương, dẫn tới những sai phạm. Và ông cũng cho rằng trước khi cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt, nội bộ tỉnh có nhiều biểu hiện rất phức tạp. Do vậy, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng tin tưởng ông Dương Văn An với kinh nghiệm từng làm bí thư Bình Thuận sẽ thể hiện được năng lực lãnh đạo gắn kết nội bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Và ông cũng kỳ vọng quyền bí thư tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thái Học sớm phát huy được thế mạnh bản lĩnh của người từng công tác trong Ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên và Ban Nội chính Trung ương để xử lý thành công những hạn chế yếu kém của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Hậu pháo là ai mà liên quan đến nhiều quan chức cấp cao như vậy? Từ cậu bé chăn vịt đến đại gia vướng vòng lao lý, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn do có hành vi vi phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và 5 nhân viên đối tượng liên quan, bao gồm Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Các bị can đã có hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Người phát ngôn của Bộ Công an tướng Tô Ân Sô cho biết bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước trên 640 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện công ty này còn đang nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng, gây rất nhiều bất ổn cho các nhà đầu tư, người dân. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Đại diện Bộ Công an cũng cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp này. Trung tướng Tô Ân Sô nêu rõ Phúc Sơn là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng chúng đấu thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng, trong khi đó năng lực ở mức vừa phải. Cũng theo Trung tướng Tô Ân Sô, trong số các bị cáo, phó giám đốc doanh nghiệp chỉ học lớp 4. Dưới đây là 5 dự án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng của tập đoàn Phúc Sơn bị chậm tiến độ, bỏ không, xuống cấp. Dự án thứ nhất đó là trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng. Khu trung tâm thương mại nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh Vĩnh Phúc công khai. Theo giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Dự án này của tập đoàn Phúc Sơn có tổng quy mô hơn 127 hectare, trong đó giai đoạn 1 có diện tích là 15,5 hectare. Giai đoạn 2 có diện tích khoảng 111,8 hectare, quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người. Dự án thứ hai, khu chợ đầu mối nông sản, kho vận, khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Dự án này ban đầu do công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án đã chuyển nhượng cho tập đoàn Phúc Sơn. Hiện nay, dự án đã trải qua tổng cộng 4 lần điều chỉnh quy hoạch, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại vẫn trong cảnh hoang vắng. Tổng diện tích của dự án là 186 hectare. Dự án này từng có giai đoạn khiến nhiều người chú ý vì giá bán sang tay lên tới 30 đến 60 triệu đồng trên một mét vuông. Đến nay, những người đã chót đầu tư vào dự án này đang đứng ngồi không yên. Dự án thứ ba, khu đô thị mới Tứ Trung Vĩnh Tường. Khu đô thị mới Tứ Trung Vĩnh Tường là một trong số các dự án khủng của tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô 30,2 hectare.
Trong khi đó, đất ở là 12,6 hecta, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384 m², dự án tổng cộng có 400 căn liền kề, biệt thự, shop house, căn hộ. Vào tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã cấp giấy phép xây dựng cho tập đoàn Phúc Sơn. Doanh nghiệp này đã được tỉnh giao đất đợt 1 để thực hiện dự án. Năm 2022, dự án này bị Sở Xây dựng Vĩnh Phúc điểm tên trong danh sách 28 dự án bất động sản chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng. Dự án thứ tư, đầu tư nâng cấp đê tả sông Hồng. Dự án này được đầu tư từ ngân sách nhà nước và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2010. Với thời gian thực hiện trong 5 năm, dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp với đường giao thông kéo dài khoảng 28 km. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 70%, còn lại 30% là ngân sách cấp tỉnh. Chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, đơn vị tư vấn lập dự án là Công ty Cổ phần Kiến trúc ECA Việt Nam. Trong dự án này, tập đoàn Phúc Sơn nhận hai gói thầu số 1 và số 3 với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 940 tỷ đồng. Hai gói thầu này đều nhiều lần bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường thúc giục vì chậm tiến độ đề ra, ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương. Dự án thứ 5, công viên Nghĩa Trang trong Thiên An Viên. Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư bất động sản Phúc Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. Thiên An Viên được xây dựng trên diện tích hơn 118 hecta, chủ yếu là diện tích đất đồi núi Bạc Màu, phường Khai Quang, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, là một phần đất xã Kim Long, huyện Tam Dương. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 1.492 tỷ đồng. Thiên An Viên được quảng bá là dự án công viên Nghĩa Trang có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, dự án này qua gần 10 năm, hiện trạng vẫn là khu đất hoang. Hiện tại, cả 5 dự án này đều trong tình trạng chậm tiến độ, bỏ không, xuống cấp.